Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại có thời gian mình lên đây mình chia sẻ về cái cách làm sầu riêng của mình. Thì hiện tại sầu riêng của mình là giai đoạn 40-45 ngày. Thì giai đoạn này mình làm gì, mình bỏ phân gì, rồi mình xịt bên trong trái là mình xịt thuốc gì, rồi ở ngoài lá là mình xử lý thuốc gì. Đó. Ngoài lá bây giờ là mình đã bắt đầu là xử lý cho cái lá của mình nó xanh già luôn, xanh dày nha các bạn. Mình xử lý xanh dày lá để cho cây nó khỏe, nó lực và nó giữ cái phong độ này cho tới khi thu hoạch luôn. Thì khi mà mình giữ được cái phong độ, cái lá nó khỏe thì sau thu hoạch thì cái cây của mình nó còn khỏe thì mình phục hồi cây thì nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Thì đầu tiên là mình bỏ phân ở dưới gốc. Tưới thì mình vẫn tưới là cắt một ngày tưới một ngày. Thì hiện tại mình đang tưới lên 1.5 tiếng rồi. Mình cứ tăng dần lên, hôm bữa mình tưới 1 tiếng xong mình lại tăng dần lên 1.5 tiếng. Đó, mình cứ tăng dần lên các bạn. Tại vì trái của mình bây giờ khi mình tăng nước lên là trái nó sẽ xanh và nó sẽ mau lớn, nó sẽ không rụng. Đó, thì mình cứ tăng dần lên tới một cái ngưỡng nào mà nó ok thì mình, nếu mà tưới với một cái ngưỡng nào mà cái trái của mình mà cảm thấy là nó dư nước là nó rụng á, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ ngưng lại, ví dụ 1 tiếng 40 phút, 1 tiếng 50 phút kiểu vậy. Thì hiện tại mình tưới là cắt ngày tưới ngày, mình tưới 1 tiếng 30 phút. Rồi phân á thì mình bỏ phân 3 số 15, và hôm nay là trái khoảng 40-45 ngày thì cữ tới này là khoảng 3 ngày nữa là trái tầm 43-48 ngày đó, là mình sẽ bắt đầu là vô phân xô các bạn. Mình cứ bây giờ chuẩn bị là mình sẽ chuyển sang phân xô, mình sẽ tưới 2 lần phân xô. Tưới 2 lần phân xô để mình thúc trái. Có nhiều bạn hỏi mình là, nhiều cô chú anh chị và các bạn hỏi mình là tại sao cái mẫu trái dài, thì bây giờ xử lý làm sao để cho mẫu trái nó không dài nữa. Thì cái cách của mình á là mình sẽ tưới phân xô các bạn. Phân xô á 3 số 22 là nó sẽ làm cho cái trái của mình nó nung tròn ra các bạn. Ví dụ trái của mình đang dài đúng không? Đang dài thì là mẫu trái rất là có ký. Khi mà mình đưa 3 số 22 vô ấy, là trái tự động phân xô nha. Phân xô phân thùng á. 3 số 22 ấy, khi mình bỏ mình tưới phân xô một cái một là trái của mình tự động là khoảng cái chừng 60 đến 70 ngày là trái nó tròn xoe lại các bạn. Nó tròn mà nó vẫn tròn dài nha, nó tròn theo kiểu là tròn dài chứ không phải là tròn như trái ban đâu. Thì trái đó nó sẽ rất là có ký. Đó là cách làm của mình. Đó là mọi năm là mình tưới là 3 số 22 thì nó rất là hiệu quả nha. Các bạn cứ tự tin mà tưới phân 3 số 22, phân xô. Ví dụ như hôm nay mình tưới phân xô thì 5 ngày sau mình lại bỏ phân 3 số 15. 3 số 15 thì mình vẫn bỏ đều như vậy. Cứ 5 ngày, 7 ngày tùy. Khi mà mình tưới phân xô rồi thì mình cứ 5 ngày mình bỏ lần, tại vì 5 ngày mình bỏ phân 3 số 15. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình bỏ 500 g. Cây năm thứ 10 á là mình bỏ lên tầm chừng 800-900 g. Đó. Lần này mình sẽ tăng phân lên rồi. Thì 5 ngày sau mình sẽ tưới phân xô. Đó, thì 5 ngày tiếp theo mình lại bỏ phân NPK. Mình cứ cắt 5 ngày thì phân 3 số 15 á và mình bỏ phân hạt á, phân NPK á thì nó sẽ cắt một cữ phân xô thì cữ sau thì nó phải là 10 ngày. Đó, 10 ngày sau mới lại bỏ lại phân hạt. Đó, mình cứ cắt cữ. Phân hạt, phân xô. Thì phân xô ấy, là mình chỉ tưới khoảng chừng 2 cho tới 3 lần thôi nha các bạn, là mình ngưng nha, mình không tưới nữa. Bởi vì tưới nhiều phân xô là cũng nguy hiểm. Nó sẽ làm cho nứt trái luôn á. Phân xô nó thúc trái tròn rất là ghê nha. Rồi thứ tiếp theo đó là ở bên trong trái. Ở bên trong trái đó là mình sẽ xịt amino. Thì hiện tại á, nếu mà cái giai đoạn này á, là mình cần săn trái, mình chia ra làm hai nha. Amino là mình chia ra làm hai loại nha, hai dạng nha, chứ không phải là mình xịt amino một loại đâu. Amino ở trong trái đó là mình sẽ xịt hai loại nha các bạn. Cái loại mà bây giờ mình đang xịt á để cho săn gai này nè thì mình sẽ xịt amino kẽm cộng với lại siêu vi lượng, cũng siêu vi lượng là kẽm nha các bạn. Thành phần kẽm nó cao á. Bởi vì sao mình sử dụng amino loại kẽm, amino kẽm bây giờ là bởi vì ấy, mình kéo đọt, cho nên là mình làm già lá bằng 7544 á, thì mình đưa một lượng kali, mình đưa một lượng kali nhiều vô. Khi mình đưa lượng kali nhiều vô đó,
thì nó sẽ làm giảm đi cái cách cái cây nó lấy kẽm các bạn. Có nghĩa là nó sẽ bị hao hụt kẽm đi và cây nó có thể là không sản sinh ra kẽm được. Khắc tinh của kẽm là kali các bạn. Khắc tinh của kẽm là kali. Kali nó làm cho kẽm là nó bị thiếu hụt nha. Cho nên là giai đoạn này mà muốn săn gai săn trái đó là mình sẽ bổ sung kẽm, amino kẽm và siêu vi lượng thì cũng thuộc dạng là siêu vi lượng là kẽm nhiều, magie đó. Còn giai đoạn sau đó, còn cái giai đoạn sau á thì là mình sẽ đổi sang amino dạng hữu cơ đó. Amino ấy, cái dạng mà dạng đạm, cái loại mà amino đạm chủ yếu là thúc trái lớn á thì nó sẽ không có kẽm, ít kẽm lắm, thì nó thuộc dạng là amino thúc lớn trái. Thì mình sẽ chuyển sang dạng amino đó. Và khi mà mình xịt đó các bạn, khi mà mình xịt amino đó, mình pha với lại sâu rầy luôn, thì mình xịt trong trái và mình pha ở dưới lá nha các bạn. Mình pha xương hết ở dưới mặt lá nè, để cho cái amino nó hấp thụ ở dưới mặt lá, nó đi vào bên trong, nó nuôi trái nha các bạn. Tại vì chủ yếu dinh dưỡng là nằm ở cái lá các bạn. Dinh dưỡng là chủ yếu là nằm ở cái lá nè, chứ nó không có, chứ nó mình xịt ở dưới mặt lá này để cho cái dinh dưỡng nó hấp thụ dưới mặt lá này, xong bắt đầu là nó sẽ đi vô nó nuôi trái. Thì chủ yếu của mình là như vậy. Còn ở trong trái trực, chủ yếu là mình xịt ấy, là để cho ngừa sâu rầy các bạn. Mấy con sâu đục trái rồi rẹp xép rồi đó, là mình ngừa con sâu đó, mình ngừa sâu rầy thôi, sâu rẹp xép thôi. Chứ còn thực chất ra là trong trái này xịt thì mình xịt cũng bình thường các bạn, mình xịt bình thường thôi. Còn chủ yếu là mình phải phà ngoài lá đó để cho cái dinh dưỡng nó hấp thụ ở trong lá, nó đi vô nuôi trái các bạn. Rồi đó là cái xịt ở bên trong. Còn ở bên ngoài lá thì hiện tại như thế này, mình thì mình sẽ xịt là mình mới xịt hôm qua luôn, là mình xịt Vinco 79, cái loại Vinco 79, nhưng mà nó là Vinco 79 nó chỉ có 12% canxi thôi. Mình sẽ xịt cái thằng Avanga các bạn. Avanga nó tới 18,5% canxi lận. Thì Avanga trong đó là nó có cả các loại amino acid rồi vi lượng, kẽm các thứ. Đó, thì mình để cho cái bộ lá của mình nó săn dày, bóng đẹp. Đó, thì mình sẽ xịt Avanga. Avanga một chai 1 lít đó, mình pha cho 4 phi nha. Đó, mình pha cho 4 phi mình xịt. Tại vì á mình làm sao cho nó tiện các bạn, để một công đôi việc. Một công đôi việc có nghĩa là cái cây của mình nó chuẩn bị nó chớm có nhện các bạn, mình kiểm tra là nó chớm có nhện thì mình xịt nhện, mình cộng luôn Avanga vô, thì sâu mình xịt là mình xịt sâu nhện, sâu nhện nha các bạn, sâu nhện cộng thúc rầy, cộng thêm thằng Avanga vô để mình xịt cho cái lá này nó săn dày bóng đẹp nha. Thì khi mà mình xịt canxi, mình xịt cái loại canxi là Avanga vô cái lá này nè, thì cây nó sẽ, cái lá này nó sẽ cứng hơn, dày hơn. Ví dụ như tại vì đợt rồi mình còn thấy là năm nay gió mạnh á, cây của mình là nó gió đánh rớt lá luôn các bạn. Mình muốn cho cái lá này nó dày hơn, nó khỏe hơn đó, thì mình xịt luôn cả Avanga vô cho cái lá này cho nó khỏe, nó lực, để nó cũng một phần là đưa canxi này nè, là đưa vô để nuôi trái luôn nha các bạn. Đó. Thì hiện tại trái của mình đây nè, 45 ngày. Đậu chôm chôm nè. Chung là nó còn sai lắm các bạn. Này là chuẩn bị qua cái giai đoạn nguy hiểm rồi các bạn. Chuẩn bị là coi như là chuẩn bị tới giai đoạn chốt hạ đó. Nên bây giờ mình cố gắng giữ nó ha, mình giữ nó để cho nó dính lại, để cho nó tới giai đoạn chốt hạ nha. Hả? Ngon không các bạn? Đây, rụng rồi nè. Đây rụng rồi nè. Đó, rụng rồi nè. Nó cũng phải rụng thôi các bạn ơi. Tại vì cái cành này nó còn tới mười mấy trái lận. Nó còn thải. Sầu riêng thái món thon này nó khó các bạn. Mình mà hụt dinh dưỡng một cái một đó là nó còn rụng cho tới gần 1 ký. Nói chung là sầu riêng món thon này phải 1 ký trở lên mới an toàn nha các bạn. Chứ còn nói như vậy là chưa an toàn đâu. Những cái quả nào mà nó phải to to cỡ này nè, đó thì còn may ra là nó còn an toàn nha. Chứ còn mà bé như này là vẫn chưa đâu nha. Nó vẫn rụng như thường nha các bạn. Nó mà to tí nữa là nó dịch nó méo. Đây là mình ví dụ nè. Cái trái này nè. Đó, cái trái này là chắc chắn là mai này là sẽ bị hụt một cái một nó méo là rụng này.
lên 1 ký nó vẫn rụng nha. Bởi vì đây là một trái, đây là một trái nằm trong một cuống à. Đấy. Cái này là kinh nghiệm của mình nè. Trong một cái cuống này nè. Nó dài, nó thẳng xuống như thế này, xong rồi nó có một cái khớp này nè. Ở chỗ này nó có một cái khớp này nè. Cái nó mọc ra một trái này thì cái trái này bạn thấy nó sẽ nhỏ hơn không? Mà nó còn bị méo nè. Khi mà lớn lên khoảng cứ chừng 50 ngày ấy thì trái này nó sẽ vượt lên nha. Nó sẽ to lên, còn trái này ấy nó có thể to và nó cũng có thể là nó sẽ đứng im luôn và nó đẹp luôn nha các bạn. Nó trái này coi như là bị đẹp luôn nè. Đó. Thì thường á mình tỉa là mình ưu tiên những cái nào mà nó cuống thẳng xuống như vậy nè, còn cái thằng nào mà nó có cái khớp rẽ ra như vậy nè. Đó là mình sẽ ưu tiên là mình bỏ nha. Đó. Đấy, to vậy nè. Trái này thì chắc được cái chừng to này hơn quả trứng ngỗng rồi. Cái này phải tầm 300 g rồi các bạn. Mai này cái quả này mình bảo đảm bảo luôn là thế nào nó cũng rụng các bạn, bởi vì bản chất nó đã méo nè. Bản chất là nó đã bị dịch rồi nè. Mà trong cái chùm đó là nó có hai trái, trong cái chùm này là nó có hai trái. Đó, mình ưu tiên cái cuống nó thẳng xuống thì cái trái này là lớn sẽ rất là mau nha các bạn. Như kinh nghiệm mình là như cái trái này là như mọi năm mình để ý là những cái trái như thế này nè, lên cái chừng chạy lên tầm 1 ký là cái trái này nó sẽ đẹp luôn. Nó còn được, nó cứ nằm ở cái vị trí là khoảng chừng 700 g ấy, cái là nó rụng. 700 g cái nó vàng gai xong bắt đầu rụng. Nó vậy các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào thiếu trái thì các bạn cứ để. Còn mình thì chỗ này thì mình dư trái rồi. Mình dư trái thì mình tuyển cho nó bớt đi để cho nó đủ lực để nuôi đống trái này. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 15 đấy. Cái cành này còn 15 trái ngoài nè. Một cành 15 trái thì 15 trái này chưa chắc đã nuôi hết được 15 trái đâu các bạn. Mai mốt nữa, nó còn hụt thì đâu đó nó còn tầm 10 trái thôi các bạn. Cũng có thể còn 15 trái cái này mình không biết được. Nhưng mà thường thì một cành như vậy tầm chừng 9-10 trái thôi. Đó, đây nè. Sầu riêng mõm thon. Rồi ở bên ngoài. Thì cái cách làm của mình á là mình kéo đọt các bạn. Cho nên là khi mà mình kéo đọt được rồi á, là từ bây giờ cho tới khi thu hoạch á là mình không cho đi đọt luôn các bạn. Mình không muốn cho đi đọt luôn. Bởi vì khi đi đọt á là nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng. Mà khi cạnh tranh dinh dưỡng ấy, là cái trái của mình ấy, nó sẽ thứ nhất là nó chậm lớn, cái thứ hai ấy, là nó không có ký, thứ ba là nó có thể méo các bạn, dịch học. Bây giờ nó có một cái trường hợp như thế này, mình ví dụ đi, có nhiều cô chú anh chị các bạn hỏi mình ấy, là sầu riêng của mình tầm 30 ngày mà đi đọt, thì với bản thân mình, riêng với bản thân mình nha các bạn, sầu riêng phải từ 55 ngày. Đó, từ 55 ngày trở lên thì mình mới cho đi đọt các bạn. Các bạn có nhiều nói chung là cô chú anh chị các bạn mình ấy, có nhiều người có nhiều cách làm khác. Nhưng mà với bản thân mình ấy, thì mình nghĩ rằng là không, với bản thân mình là mình không cho đi các bạn. Trái phải tầm 55 ngày trở lên bắt đầu mình mới cho đi đọt. Và nếu như trong trường hợp mà trước 55 ngày mà cây nó đi đọt thì với cách làm của mình nha, thì mình sẽ hãm cái đọt này lại, ghim nó lại để cho nó không đi, để cho nó đứng lại. Khi nào mà 55 ngày ấy, thì bắt đầu mình mới cho đi. Thì cái cách làm của mình là mình sẽ pha gắt nha, mình sẽ làm gắt nha, là 4 gói 7544 cộng với 1 chai Anvin 1 lít á, mình pha cho 2 phi, mình xịt một cữ để mình ghim đứng cái đọt lại. Cái đọt nào mà nó đang đi á, cái đọt nào mà nó đang đi thì nó sẽ mở rất là mau, lá nó sẽ mở ra và nó mở rất là mau. Còn cái nào mà chưa đi ấy, là nó sẽ đen lại, nó đứng lại luôn. Đó, khi mà mình sẽ xịt một cữ nhờ, cái cữ thứ hai ấy, là mình sẽ xịt 3 gói 7544 hoặc là 4 gói 7544, mình pha cho 2 phi. Tùy vào mức độ đọt, nếu đọt nhiều thì mình pha 4 gói 7544 pha cho 2 phi. Còn nếu mà đọt mà ít ấy, thì mình pha 3 gói 7544 2 phi. Đó, mình ghim cái đọt lại 2 lần như vậy. Là cái đọt của mình, cái đọt nào mà nó đi rồi á thì nó sẽ mở rất là mau, còn cái đọt nào mà nó chưa đi á là nó sẽ đứng lại đó, không cho đi. Rồi tới giai đoạn 55 ngày, tới giai đoạn 55 ngày trở đi bắt đầu đọt nó mà đi đó. Nếu mà nó đi á thì mình sẽ sử dụng 3 số 21 mình xịt ở ngoài đọt. Mình đi theo kiểu dinh dưỡng nha, là mình vừa nuôi đọt vừa nuôi trái. Thì cái gói 3 số 21 á
là nó 100g. Thì mình cũng pha 3 gói. Đó, 3 gói 3 số 21. Mình xịt ngoài đọt 3 gói 3 số 21 pha cho 2 phi. Hoặc là 4 gói 3 số 21 pha cho 2 phi tùy mức độ đọt nha các bạn. Đọt đi mạnh hay đi yếu. Đó. Mình phải làm sao mà vừa nuôi được đọt, vừa nuôi được trái. Tại vì nếu như mà mình không làm như vậy á, là trái của mình nó sẽ mất sản lượng các bạn. Nó rất là chậm lớn nha. Nó không lớn, nó mất sản lượng của mình á. Mình thì mình phải đi theo cái, nói chung là bản thân mình, riêng bản thân mình ấy, đó là cách làm của mình. Mình rất là muốn rằng là mình làm ra trái sầu riêng nó đã khó rồi, cho nên là mình cố gắng mình làm cho nó ra có sản lượng các bạn. Tại vì một mùa nó chỉ có một lần à, cho nên mình cố gắng mình làm cho nó có sản lượng. Này bắt đầu trái rồi, bắt đầu to là bắt đầu cây, thấy bắt đầu nó nhiều trái rồi các bạn. Mai mốt mà tầm chừng 55-60 ngày nữa là nó nhìn lên, nó to lên một cái, một là các bạn nhìn nó kín cây luôn nha. Đó. Đó là cái cách mà mình làm. Thì hiện tại là nếu mà bây giờ mình mà đi đọt là mình ghim luôn á, mình ghim đọt luôn, là không cho nó đi đâu. Tại vì mình kéo đọt được á. Bây giờ mình làm thì nó đơn giản hơn, mình sẽ không có sợ đi đọt, mình sẽ không có phải lăn tăn về vấn đề là cây nó đi đọt rồi phải hãm đọt chặn đọt. Từ bây giờ cho tới khi thu hoạch thì mình sẽ ghim cho nó không đi đọt luôn nha, để cho nó tập trung dinh dưỡng, để nó nuôi trái. Tại vì lá của mình thì nó dư rồi các bạn, mình kéo đọt mà, cho nên là lá của mình bây giờ nó dư rồi, nó không, mình không cần thiết là phải lấy thêm lá để làm gì nữa các bạn. Rồi cho tới khi thu hoạch thì mình sẽ phục hồi nha, mình sẽ phục hồi vườn lại. Như lá mà thu hoạch thì nhiều khi nó vẫn còn tốt nguyên luôn đó các bạn, nó sẽ ảnh hưởng chút thôi. Lá kéo đọt thì này, mấy cái này bữa đọt đi săn mơn mởn, này nó già đen hết rồi các bạn. Đen như thế này thì chỉ có đứng luôn, giờ đọt đi không nổi đâu các bạn. Giờ nó nuôi cái lượng trái này thì không nổi, tại vì cái dàn cây của mình á, lá nó cũng nhiều nữa, lá này nó nhiều líp nguyên cây vậy, nó sung nó đỡ đi đọt. Cành thấp nhất này, giờ hôm nay nó còn được 5 trái nè. Rồi. Đó. Mình quay đây, mình quay cái cây này, nó cũng sai lắm, cây này nó nhỏ nhỏ mà nó cũng sai lắm. À. Đó, mày mốt mà chừng khoảng cái chừng trái này mà tầm 2 tuần nữa thôi là nhìn cây này là kín cây luôn các bạn. Rồi từ từ coi, để mình nhớ là có bạn hỏi như thế này nè, có bạn nói mình như thế này nè, tại sao là phải sử dụng phân thuốc nhiều như vậy, tại sao mình phải sử dụng phân thuốc mà ngày xưa ấy, mình đâu có cần phải xịt thuốc, mình đâu có cần phải bón phân gì nhiều đâu, mà đặc biệt là những người ở trên vùng cao nguyên, vùng sâu vùng xa như là những người dân tộc á, người ta để cây sầu riêng đó tại sao nó vẫn sai, nó vẫn đậu trái như thường, mà mình phải ngày nay mình phải bỏ phân xịt thuốc nhiều như vậy. Thì theo mình nhá, thì mình nghĩ rằng là như thế này, đối với bất kỳ loại cây nào ấy, khi mà mình trồng với một cái mật độ dày, mật độ nhiều đó, nó vài hectare, vài chục hectare trở lên á, thì nó sẽ sinh ra cái dịch bệnh các bạn. Ngày xưa ấy, mít nó đâu có chết sảng đâu các bạn, mít là cái loại cây rất là sống, rất là dẻo dai nha. Hiện tại ấy, những cái vườn nào mà khoảng chừng 1 hectare, 2 hectare mít ấy, mít siêu sớm hoặc là mít lá bàng á, thì các bạn thấy cây nó chết đứng nhiều không? Nó sinh ra cái bệnh là lở cổ rễ, nó chết cây, nó là cái dịch. Giống như cái dịch mà ngày xưa ấy, là dịch tiêu đó các bạn. Chết hàng loạt và kỹ sư cũng không có thể nào mà vào cuộc để mà giải xử lý được cái vấn đề chết tiêu hàng loạt. Các bạn thấy không? Nó cho nên á, theo mình á, là bởi vì cũng có những vùng á, cây sầu riêng nó sử dụng rất là ít thuốc, là bởi vì cái vườn đó nó nằm biệt lập, ít người trồng sầu riêng,
ví dụ là nằm ở cái khu vực lô cao su, khu vực lô cao su cắt xung quanh lô cao su hết, và các bạn chỉ có một vườn, tại vì mình cũng đã từng thăm những cái vườn như vậy, chỉ có một vườn như vậy thôi, một vườn mình trồng sầu riêng thôi, thì nó rất là ít bận các bạn, rất là ít nhện đỏ, rất là ít sâu bận, cây rất khỏe luôn. Bởi vì á, là cái mật độ nó ít. Còn khi mà mình ở cái khu vực mà nó mật độ nó nhiều á, các bạn mà nói rằng là không xử lý phân thuốc, không, mình đảm bảo luôn đó, là cây của sầu riêng của mình nó chỉ còn, còn cái cây không, nó không còn lá luôn đó các bạn. Đó. Cây này giờ mà nó mà sai lên là nhìn nhiều lắm. Nói chung là bây giờ cái giai đoạn này là nó tới gần cái giai đoạn là coi như là gần tới giai đoạn chốt hạ rồi đó các bạn. Mình cố gắng mình lết thêm tầm 10 ngày nữa thôi. Lết thêm tầm 10 ngày nữa hoặc 14 ngày nữa là 2 tuần đó. Là coi như qua giai đoạn 55 ngày, 60 ngày là coi như là êm nha các bạn. Chung là mình đi theo một cái quy trình chuẩn từ đầu, từ sau thu hoạch. Từ sau thu hoạch là mình phục hồi vườn, mình đi cơi lá, mình xử lý phân thuốc, rồi tới giai đoạn này là mình kéo tới giai đoạn kéo đọt, rồi bây giờ là mình chỉ tập trung vô dưỡng trái thôi. Thì bây giờ các bạn nhìn này, trái này bắt đầu nó nhìn lên này. Quá trời luôn nè. Cây này cây này của mình cây năm thứ 6 nha các bạn. Năm ngoái là mình đã bói rồi. Năm kia thì bói ít, năm ngoái bói vài chục trái. Cây này năm ngoái hình như là được ba mấy trái á. Năm nay thì năm thứ 6 rồi thì nó lực hơn này. Lực hơn cho nên là nó nhiều trái lắm. Đây nè. Đó các bạn nhìn nè. Đây đúng là mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm này là nếu mà mình tỉa trái mình để ý một cái cuống sầu riêng á nó dài xuống như thế này. Lúc nào á mà nó có một cái khớp coi như vậy các bạn thấy là nó tự rụng này nha. Mình không tỉa là nó cũng tự rụng này nè. Mình ưu tiên là cái cuống dài thẳng xuống, còn cái chỗ này là nó có một cái khớp ngay đây nè. Đấy, các bạn thấy nó có một cái khớp ngay đây nè. Thì thường cái này nó sẽ dễ rụng lắm, nó yếu lắm. Nó hay bị rụng lắm. Nè, kể cả cái chùm ba này cũng vậy nè các bạn. Đó, cái chùm ba nè. Các bạn thấy không? Ngay chỗ này nó có một cái khớp nè. Và ngay chỗ này á là cái này là nó còn đỡ, nó còn không có khớp nè. Chứ cái thằng này là có khớp nè. Thì tương lai là cái thằng này nó bị đẹt nè. Đó, tương lai thằng này nó sẽ bị đẹt nè. Thì mình quay đây, mình quay để cho nó đỡ chói nha. Nha. Tương lai là cái thằng này á, là nó sẽ bị không lớn rồi nè. Nó bắt đầu nó vàng gai, nó muốn rụng rồi nè. Mình cho đi luôn nhé. To lắm rồi. Nó vàng vàng gai nè, nó muốn đi rồi nè. Nó vàng cái đít này nè. Cái tỷ kỳ mình thấy cái trái nào mà nó cứ vàng 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 là chuẩn bị nó rụng nha các bạn. Nó tháo khớp nha. Đó. Thì thường á là mình sẽ ưu tiên cái cuống thẳng xuống. Còn cái nào mà nó có khớp khớp vậy nè là nó hay bị hụt dinh dưỡng lắm. Trái này nó lớn lên khoảng cái chừng 1 kg ấy. Trái này ấy, nó cũng đứng im nữa. Đó. Mình đấy trái này coi như cũng dịch méo nè. Thế nào nó cũng rụng cho các bạn xem. Mai mốt chỗ này chỉ còn đúng một trái đấy, một chùm bông. Một chùm bông là cuối cùng nó chỉ còn đúng được một trái. Nó rụng la liệt các thứ khi lớn lên nó chỉ còn được một trái. Nó khó lắm các bạn, nó không phải là một chùm mà nó được nhiều trái đâu. Cứ chùm sầu riêng, chùm bông đó à, như vậy là nó cứ chùm bông được trái nè. Chùm bông cùng lắm có được 2 trái nè. Cuống dài không các bạn? Cuống này của mình nó dài 20cm luôn. Cái nào mà nó được như vậy thì có thể là nó sẽ dính được cả 2 trái nè. Cả 2 cái nó đồng đều á, nó đồng đều với nhau thì nó còn được 2 trái. Chứ còn không là nó chỉ còn 1 trái thôi. Giờ này nó còn ra bông rồi các bạn. Giờ này nó còn ra bông á. Rồi mình quay cái cây năm thứ 3 của mình. Cây năm thứ 3 này của mình nó bé lắm. À, gốc này bé tí nè. Thắt cổ chai nữa chứ. Mà nhìn trái này các bạn. Đếm thử nhá. 1 2 nè, 3 4 5 nè, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. 32 trái các bạn. Cây bé tí 32 trái nè. Tính ra nó cũng bằng con cái của mình chứ mấy. Mấy cành này bằng con cái không à.
mình ép thử á, mình ép thử cho nó ra, cuối cùng nó đậu ghê không các bạn. Nếu mà ép thử mà mình làm á, mà những cái cây mà bé như thế này mà mình làm á, mà nó không bị suy á các bạn, thì chắc những năm tới đây là mình có cái lứa cây tơ á, mình sẽ ép cho nó ra sớm luôn. Và nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình nếu mà thấy những cái video của mình chia sẻ như thế này thực tế hay, giúp ích được một phần nào đó cho cô chú anh chị và các bạn, thì cô chú anh chị và các bạn mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để mình có động lực và mình làm ra chia sẻ nhiều cái video hay hơn nữa để cho chúng ta cùng làm, để mình cùng có cái sản lượng. À mình quên, hôm nay mình tưới Airifold các bạn. Hôm nay mình đã tưới Airifold rồi nha, tại vì cái trái này là 45 ngày á, là từ sau sổ nhụy tới bây giờ. Từ sau sổ nhụy tới bây giờ là mình chưa có xịt thuốc nấm một cữ nào hết các bạn. Mình chưa có xịt thuốc nấm một cữ nào hết. Cho nên là hôm nay mình đã tưới Airifold nha. Tới Airifold 700 ở dưới gốc á. Đúng ra là mình sẽ tưới vào cái lúc mà trái tầm 60 cho tới 70 ngày á. 60 70 ngày là năm hoặc là 55 ngày hoặc là tới 70 ngày á, là mình sẽ tưới hai cữ thôi. Nhưng mà năm nay mình sẽ tưới sớm. Mình sẽ hạn chế xịt thuốc nấm lên cây và mình tưới Airifold nha, mình tưới lân á. Mình tưới lân, và năm nay mình cũng hiện tại là mình đổi bài. Các bạn nào mà tưới phân xô 3 số 22 á, các bạn cứ vẫn tưới bình thường nha. Cái này là mình chia sẻ và cái cách làm mới của mình thôi, nhưng mà mình chỉ chia sẻ là cái, bởi vì cái đây là lần đầu tiên nha, lần đầu tiên mình áp dụng nha. Cho nên là các bạn cũng chưa nên làm theo nha. Mình nghe để tham khảo thôi. Là mình sẽ sử dụng phân xô là thông số là cái xô nha, xô nuôi trái nha, là 9% đạm, 9% kali và 7,2% canxi. Đó, mình tưới ở dưới gốc và mình sẽ kèm, nó không có lân các bạn, cái xô đó là nó không có lân, và mình kèm theo đó là mình tưới Airifold. Bản chất nó là gốc lân các bạn. Thì mình thử xài cái bài này xem coi là nó có hiệu quả hơn cái bài số 22 không. Thì cái này là mình chỉ chia sẻ như vậy để cho mọi người mình tham khảo thôi nha. Chứ còn 3 số 22 đối với mình là vẫn là tuyệt vời nha các bạn. Vẫn là các bạn cứ tưới bình thường nha. Đó, 3 số 22. Cứ tưới bình thường. Nay mình thử đổi xem lợn nó như thế nào. Cây này của mình nó, các bạn nhìn nè, rụng sạt luôn. Cây nó rụng sạt luôn. Dưới cành dưới thấp lại còn được hai trái nè. Cành này rụng không còn quả nào luôn. Rồi cành này cũng không còn quả nào luôn. Rồi bắt đầu trên này còn được vài trái nè. Nhưng mà thực chất các bạn, nó đu hết trên ngọn rồi. Nó rụng hết ở dưới, đu hết trên ngọn rồi các bạn ơi. Đây nè. Nó đu hết một cục ở trên ngọn đây nè. Đó, nó đu trên đây nè. Này nó dính hết trên ngọn này, cây này năm nay của mình nó buồn cười vậy. Tuy nhiên này nó đậu hết trên ngọn các bạn, đậu tít trên ngọn kìa. Đậu cục trên đấy. Chứ còn ở dưới nó không có trái nào luôn. Thì thường á, là những cái cây nào mà nó đậu ở trên rồi á, là nó sẽ không đậu ở dưới nha các bạn. Còn nó đậu ở dưới thì nó sẽ không đậu ở trên nha. Thường là vậy. Đây. Đó, trái quá trời nè. Mình sắp tới giai đoạn là yên tâm rồi các bạn. Mình chuẩn bị tới giai đoạn yên tâm rồi. Mình có cây sầu riêng chín hóa nè các bạn. Đã không? Sầu riêng chín hóa các bạn ơi. Nó đậu ghê không các bạn? Sầu riêng chín hóa nè. Đó. Đây nè, đây là mình cho coi mấy cái chùm sầu riêng chín hóa của mình nè. Mình làm sầu riêng ri, sầu riêng thái đậu được thì sầu riêng chín hóa là nó còn đậu ghê hơn nữa nha các bạn. Tại vì sầu riêng chín hóa bản chất nó dễ đậu hơn nhiều. Mà nó đậu thì nó đậu theo chùm nha. Sầu riêng chín hóa nè các bạn. Thấy cái sợ chưa các bạn? Đã không? Sầu riêng chín hóa quá đỉnh.
này chỗ này các bạn đến thử bao nhiêu trái này, nhưng mà nó chẳng đậu được hết đâu các bạn. Mốt nó chỗ đó nó phải rụng bớt đi chứ làm sao mà nó đậu hết được chỗ đó được. Đây nè, đây là mình cùng quay trên trên gọn cho các bạn xem nào. Trời, xài lắm các bạn ơi, sầu riêng chín hóa. Rồi mình có cây sầu riêng, cây sầu riêng trùng bò bói năm đầu đó nè. Năm đầu tiên nha các bạn, năm thứ ba luôn á. Năm thứ ba luôn đây nè, nó cũng còn bé tí rồi nè. Bé siêu siêu, đây, sầu riêng trồng bò đậu năm đầu nè. Cũng bé siêu siêu. Cũng được mấy chục trái đó các bạn. Chỗ này cũng được mấy chục trái đấy. 30-40 trái gì đó. Thôi mình chia sẻ như vậy và mình quay cập nhật cái tình hình vườn của mình, vườn kéo đọt, vườn sầu riêng kéo đọt như thế nào để cô chú anh chị và các bạn mình có cái nhìn trực quan về cách làm của mình. Thôi mình cũng xin kết thúc cái clip ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn mình ở một clip khác. Đừng quên like, cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cái video giúp mình nha. Rồi mình cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn mình. Xin chào các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn.